Các bạn xin mến, trong video hôm nay, kênh Thành Đô Vlog chia sẻ với các em đề thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 4, sách cánh diều năm học 2023. Các em nhớ đề thi chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các em rèn luyện và củng cố thêm kiến thức. Để cho việc học tập có hiệu quả thì đối với mỗi bài, các em nên bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Đề thi gồm hai phần, phần 1 trắc nghiệm. Khoanh vào trước đáp án đúng. Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 7 chữ số khác nhau là A, B, C hay là D? Trước hết các em nhớ lại. Số chẵn có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc 8. Còn số lẻ thì có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7 hoặc 9. Trước hết là các em tìm số chẵn lớn nhất có 7 chữ số khác nhau. Rồi, số có 7 chữ số khác nhau thì chữ số đầu tiên của nó phải là lớn nhất. Chữ số đầu tiên các em chọn là 9, lớn nhất. Chữ số thứ hai cũng phải lớn nhất nhưng khác 9. Vậy các em chọn 8. Tương tự các em chọn các chữ số còn lại là 7, 6, 5, 4. Ở đây do số là số chẵn, do đó chữ số tận cùng của số này phải là 0, 2, 4, 6 hoặc 8. Trong các chữ số 0, 2, 4, 6 hoặc 8, các em chỉ có thể chọn là 2. Chúng ta không thể chọn 4, không thể chọn 6, không thể chọn 8. Bởi vì sao? Bởi vì các chữ số phải khác nhau. Được chưa? Mà muốn số lớn nhất thì chúng ta chỉ có thể chọn là 2 thôi. Không thể chọn là 0 được. Vậy đáp án là 9.876.542. 9.876.542 đáp án C. Câu 2, làm tròn số 98.681.235 đến hàng trăm nghìn thì được số nào dưới đây? A, B, C hay là D? Rồi các em nhớ lại cách làm tròn một số đến hàng trăm nghìn thì các em phải quan tâm đến chữ số sau hàng trăm nghìn, tức là các em quan tâm đến chữ số hàng chục nghìn. Nếu chữ số hàng chục nghìn là 0, 1, 2, 3 hoặc 4 thì các em làm tròn xuống. Còn nếu là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì các em làm tròn lên. Ở đây chữ số hàng chục nghìn của số này là 8. Chữ số hàng chục nghìn là 8. 8 thì các em làm tròn lên. 681.000 các em làm tròn lên thành 700.000. Tức là chúng ta được số 98.700.000. 98.700.000 là đáp án D. Câu 3. 3 tấn 2 tạ bằng bao nhiêu yến? Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là A, B, C hay là D? Rồi trước hết là các em nhớ lại. Các đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là tấn, tạ, yến, kg. Trước hết là các em đổi 3 tấn bằng bao nhiêu yến? 3 tấn bằng 30 tạ bằng 300 yến. 3 tấn bằng 300 yến. 2 tạ bằng bao nhiêu yến? 2 tạ bằng 20 yến. 300 cộng 20 bằng 320. 320 các em chọn đáp án A. Tiếp theo là các em sang câu 4. Giá trị của chữ số 8 trong số 26.591.899 là A, B, C hay là D? Rồi trước hết là các em nhớ lại. Đối với một số có nhiều chữ số, tính từ bên phải sang bên trái, ta có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị. Cứ 3 hàng thì hợp thành một lớp. Kế tiếp là hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.
rồi đến hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu hợp thành lớp triệu. Rồi đối với số này, chúng ta tính từ bên phải sang bên trái. Các em viết lần lượt các chữ số này vào các ô theo thứ tự từ bên phải sang bên trái. 998, 195, 62. Được chưa? Như vậy số này không có hàng trăm triệu. Đây là lý do vì sao mà chúng ta nên phân tích số từ bên phải sang bên trái. Nếu các em phân tích ngược lại thì chắc chắn nó sẽ thiếu hàng đơn vị. Một số thì không thể không có hàng đơn vị, đúng không? Muốn biết giá trị của chữ số 8 trong số này là bao nhiêu thì các em phải xét xem là chữ số 8 nó thuộc hàng nào. À, chữ số 8 nó thuộc hàng trăm. Như vậy giá trị của nó trong số này là 800. 800, các em chọn đáp án C. Tiếp theo là các em sang câu 5. Số lớn nhất trong các số là A, B, C hay là D? Rồi muốn biết số nào là số lớn nhất thì các em phải so sánh các số này với nhau. Chúng ta nhận xét là mỗi số đều có 7 chữ số. Cột chữ số thứ nhất, ta có các chữ số lần lượt là 8, 8, 8, 7. 7 là bé nhất. Như vậy cái số này là số bé nhất này. Ba số còn lại các em so sánh để tìm ra số lớn nhất. Ở đây chúng ta có 5, 5, 4. 4 là bé nhất. Vậy số này là số bé nhất trong ba số. Để tìm ra số lớn nhất, các em so sánh hai số còn lại. Ta có 6 lớn hơn 5. Như vậy số 8.567.231 là số lớn nhất. Các em chọn đáp án A. Câu 6. Khúc Thừa Dụ sinh năm 830. Ông là người đặt cơ sở cho nền độc lập của dân tộc Việt sau hơn 1.000 năm thuộc Trung Quốc. Vậy ông sinh vào thế kỷ nào? A, B, C hay là D? Rồi muốn biết năm 830 thuộc thế kỷ nào thì các em sẽ phân tích số này. Các em tính từ bên phải sang bên trái. Các em tách chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục ra. Còn lại ta lấy chữ số 8. Vì đây không phải là số tròn trăm cho nên các em lấy 8 cộng thêm 1 bằng 9. Các em nhớ là nếu là số tròn trăm thì không cần phải cộng thêm 1. Còn không phải là số tròn trăm thì các em cộng thêm 1. 8 cộng 1 bằng 9. Như vậy, năm 830 thuộc thế kỷ 9. Các em chọn đáp án C. Tiếp theo là các em sang câu 7. Hình dưới đây có bao nhiêu cặp đường thẳng song song? Các em quan sát. A, B, C hay là D? Rồi trước hết là chúng ta có một cặp này, một cặp đường thẳng song song này, hai cặp này và ba cặp. Như vậy các em chọn đáp án C. Tiếp theo là các em sang phần 2 tự luận. Câu 8. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng. Trước hết là các em so sánh 3 phút 45 giây với 200 giây. Để so sánh được thì các em phải đổi 3 phút 45 giây ra đơn vị đo là giây. Ta có 1 phút bằng 60 giây. Vậy 3 phút các em lấy 60 giây nhân với 3. 60 nhân 3 bằng 180. 180 giây. 180 giây cộng thêm 45 giây bằng 225 giây. 225 giây so sánh với 200 giây, ta thấy 225 lớn hơn. Một tấn 50 kg so sánh với 1.050 kg.
Rồi để so sánh được thì các em phải đổi ra đơn vị là kg. Các em đổi 1 tấn 50 kg ra đơn vị đo là kg. Các em nhớ thứ tự tấn tạ yến kg. 1 tấn bằng 10 tạ bằng 100 yến và bằng 1.000 kg. 1.000 cộng với 50 bằng 1.050. Như vậy hai bên bằng nhau. 6 yến 8 kg so sánh với 50 kg. Trước hết là các em đổi 6 yến 8 kg bằng bao nhiêu kg? 6 yến bằng 60 kg. 60 cộng với 8 bằng 68 kg. Sáu tám so sánh với 50 thì 68 lớn hơn. Câu 9, 24 quả bóng bàn đựng trong 4 hộp đều nhau. 24 quả bóng bàn đựng trong 4 hộp đều nhau. Hỏi 30 quả bóng bàn đựng trong mấy hộp như vậy? 30 quả đựng trong mấy hộp? Muốn biết 30 quả đựng trong mấy hộp thì trước hết là các em phải tính số quả đựng trong một hộp. Tức là các em rút về đơn vị một hộp đựng bao nhiêu quả. Được chưa? Đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Muốn biết 30 quả đựng trong mấy hộp thì trước hết là các em phải rút về đơn vị một hộp đựng được bao nhiêu quả. Một hộp đựng được bao nhiêu quả? À, các em lấy 24 quả, các em chia thành 4 phần bằng nhau. 24 chia 4 bằng 6, 6 quả. Như vậy mỗi hộp đựng 6 quả. Mỗi hộp đựng 6 quả. Vậy 30 quả ta chia cho mỗi hộp 6 quả. Tức là chia theo nhóm 6. Chia cho mỗi hộp 6 quả thì ta chia được mấy hộp đây? À, ta chia được 1, 2, 3, 4, 5. Ta chia được 5 hộp. Tức là ta có phép tính 30 chia 6 bằng 5. 30 quả này chia đều cho mỗi hộp 6 quả. Ta có phép tính 30 chia 6 và bằng 5 hộp. Để cụ thể chúng ta sẽ hoàn thành bài này như sau. Số quả bóng bàn đựng trong một hộp là 24 chia 4 bằng 6. Tức là mỗi hộp có 6 quả. Thì đây là bước rút về đơn vị. Chúng ta rút về đơn vị một hộp có bao nhiêu quả? Số hộp cần để đựng 30 quả bóng bàn là 30 chia 6 bằng 5. Đáp số là 5 hộp. Câu 10. Làm tròn số lẻ lớn nhất có 6 chữ số khác nhau đến hàng trăm nghìn. À, trước hết là các em phải tìm số lẻ lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là số nào? Các em biết là số lẻ thì nó có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7 hoặc 9. Số lẻ lớn nhất có 6 chữ số khác nhau thì chữ số đầu tiên của nó phải là lớn nhất. Chữ số đầu tiên ta chọn 9. Lớn nhất thì ta chọn là 9. Chữ số thứ hai cũng phải là lớn nhất nhưng khác 9. Đó là 8. Tương tự ta có 7, 6, 5. Rồi, chữ số cuối cùng. Vì số này là số lẻ cho nên chữ số cuối cùng nó bắt buộc phải là 1, 3, 5, 7 hoặc 9. 9 chọn rồi, 7 chọn rồi, 5 chọn rồi. Vậy chữ số tiếp theo là ta chọn 3. Rồi tiếp theo là các em làm tròn số này đến hàng trăm nghìn. Làm tròn số này đến hàng trăm nghìn, ta được số nào? Làm tròn một số đến hàng trăm nghìn thì các em phải quan tâm đến chữ số hàng chục nghìn. Tức là quan tâm đến chữ số 8 này. Rồi, nếu là chữ số 8 thì sao? À, 8 thì ta làm tròn lên. 987.000
ta làm tròn lên thành 987.000, ta làm tròn lên thành 100.000. 10 này, 100.000 là 5 chữ số 0 này, viết thêm 5 chữ số 0 nữa này. Như vậy ta được 1 triệu. 100.000 chính là 1 triệu. Rồi như vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.